Năm 2014, Đà Nẵng bỗng rộ lên mô hình mại dâm trá hình, ăn theo các dịch vụ xông hơi, massage. Nhân viên chỉ chú tâm vào chuyện chào mời khách mua dâm với giá 200 đến 300 nghìn đồng một lượt. Để có tư liệu cho bài viết này, tôi đã có nhiều đêm lang thang qua từng góc phố, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chứng kiến những cuộc ngã giá bán mua. Đêm đêm dưới ánh đèn đường, trên một vài con phố ở Đà Nẵng, vẫn có những bóng hồng bé nhỏ đứng thu mình bên cột điện hay những gốc cây với vẻ mặt ráo rác săn tìm khách. Điểm đầu tiên tôi chọn để đến là đoạn đường cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý. Ở đây hàng đêm có đến hơn chục chị em chờ đợi khách. Chưa kịp tấp xe vào lề đường, ngay lập tức một cô nàng từ sau cột điện bước ra, vẻ mặt hồ hởi. Anh ơi, vô đây nè. Sau màn tiếp thị với mức giá là màn giới thiệu bãi đáp. Nào là các quán cà phê đèn mờ ở những ngóc ngách thành phố, những khu nhà đang được xây dựng dở dang, bãi biển, rồi những khu nhà trọ rẻ tiền. Ngay lúc đó, có mấy chàng thanh niên đã nhậu xỉn, loạng choạng tấp xe vào quát mắng inh ỏi để tìm một gái bán hoa tên L nào đó vì đã móc túi của một người trong đám bạn của họ khi đang mây mưa ở một nhà trọ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Bỏ lại phía sau một khoảng trời son phấn, tôi lại dông xe về phía đường Nguyễn Văn Linh, đoạn ngay trước bưu điện, nơi đêm đêm vẫn thường có 5-6 bóng hồng chọn làm đất kiếm ăn. Nơi đây từ lâu đã được ví như một chợ tình lộ thiên. Chỉ cần khi màn đêm buông xuống, mặc kệ dòng người vẫn tất tả ngược xuôi, học sinh tan trường sau những giờ học ban đêm. Phía bên kia đường, các cửa hiệu đèn vẫn đang bật sáng, thì cũng là lúc gái ăn xương mặt mày son phấn, kẻ đứng người ngồi, cười nói ngả ngớn trên vỉa hè, mời gọi khách mua vui. Giả dạng một gã nhà quê ra thành phố kiếm sống bằng nghề xe ôm, tôi đã có một đêm tận mục sở thị những cảnh bán mua phẩm giá buồn thương đến tê lòng. 22 giờ, tôi rời góc phố trên đường Nguyễn Văn Linh sang đoạn đường Điện Biên Phủ, đoạn trước bến xe cũ, đường Nguyễn Hữu Thọ và đoạn gần với đường 30 tháng 4, đầu cầu Tuyên Sơn, trên đường Nguyễn Lương Bằng hay khu vực ngã ba Huế. Đêm về khuya, những con đường dần thưa vắng người, chỉ còn le lói bên đường mấy bóng đèn bán hột vịt lộn. Và đó cũng là nơi dừng chân lót dạ của những cô gái làng chơi. Ở Đà Nẵng, các cô gái chân dài làm nghề bán thân nuôi miệng thường thuê nhà trọ ở các khu dân cư. Có cô thuê nhà ở một mình để che đậy hành tung của mình. Nhưng cũng có nhiều cô tụ tập lại thuê nhà ở chung. Cứ thế, người vào nghề trước giới thiệu cho người vào nghề sau những địa chỉ để làm ăn. Qua nhiều cách tiếp thị, số điện thoại cầm tay của các cô nhanh chóng được các chủ quán karaoke, nhân viên lễ tân và chủ các khách sạn lưu vào bộ nhớ. Mỗi khi khách có nhu cầu là ngay lập tức các cô được điều đến để phục vụ từ A đến Z. Có nơi thì khách mua dâm tại chỗ, nhưng đa số là sau khi nhậu, sau khi hát, mỗi khách tự chọn cho mình một em vừa ý rồi hẹn hò đến nhà nghỉ hay khách sạn nào đó để mây mưa. D, một tay khá sành sỏi, đã cùng tôi rong ruổi suốt hành trình đến những điểm ăn chơi ở Đà Nẵng để mục sở thị. D bảo Đà Nẵng bây giờ nhiều gái gọi lắm, loại nào cũng có cả. Giá cả cho một lần phục vụ từ A tới Z từ 200.000 đồng đến cả triệu, tùy vào cung cách phục vụ và nhan sắc của các em. Một khi có nhu cầu tìm em út tâm sự giải sầu, nếu không có số điện thoại thì cứ vào quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn đánh tiếng là được phục vụ ngay. Rồi cứ thế số điện thoại được chuyển từ người này đến người khác. Đà Nẵng bây giờ có một mô hình mại dâm trá hình ăn theo các dịch vụ xông hơi, massage. Cứ khách sạn mọc đến đâu là dịch vụ massage chạy theo đến đó. Đối với những dịch vụ này, thoạt trông thì có vẻ nghiêm túc lắm. Những bảng hiệu ghi rất rõ nội quy của luật pháp, những điều nghiêm cấm đối với tiếp viên, những cảnh báo về căn bệnh HIV/AIDS, cảnh báo về các chất ma túy. Thế nhưng có đặt chân vào chốn ăn chơi này mới thấy hết được những gì đang diễn ra trong đó. Khách sạn X nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu có dịch vụ massage đang rất ăn nên làm ra. Cũng giống nhiều điểm massage khác, các phòng được bố trí liền kề nhau, giường được trải drap trắng, một khoảng nhỏ phía sau dùng cho khách tắm và xông hơi, nhưng trên thực tế hệ thống xông hơi đã tê liệt. Cũng ở trên địa bàn quận Liên Chiểu còn có một tụ điểm massage thu hút khá đông khách là XKHN. Quả không sai với lời đồn đại của dân sành chơi chốn Đà Thành, mặc dù mang tên là điểm massage thư giãn, nhưng thực chất những gì chúng tôi nhìn thấy thì tại XK rõ ràng đây là một tụ điểm mại dâm trá hình.
Những nhân viên phục vụ ở đây đa số là người từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hầu hết họ chẳng biết kỹ thuật gì về massage và ở đó họ chỉ chú tâm vào chuyện mời chào khách mua dâm với giá 200 đến 300 nghìn đồng mỗi lượt. Ngoài các địa chỉ cho giới mày dâu thích hái hoa bắt bướm ở Liên Chiểu thì các ông anh còn dỉ tay nhau ở Sơn Trà không thể không ghé MK, ở Hải Châu thì HV, VNP, TB, DEC. Chỗ nào cũng có dịch vụ khép kín phục vụ cho dân ăn chơi cả. Có điều tùy theo giá cả, tùy theo mức độ sang trọng hay bình dân của các dịch vụ này. Với tầm vóc của một đô thị công nghiệp và là khu vùng kinh tế trọng điểm của các khu vực miền Trung, vài năm qua cùng với sự phát triển không ngừng của các khu công nghiệp, khu chế xuất và sự ồ ạt có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài, những dịch vụ ăn chơi cũng theo đà phát triển ấy mọc lên như nấm sau mưa. Theo thời gian, Đà Nẵng ngày càng có thêm nhiều quán bar, vũ trường. Đó là những nơi giới thượng lưu đến để ném tiền qua cửa sổ, là nơi những cậu ấm cô chiêu chọn làm nơi đập đá bằng những đồng tiền không đổ mồ hôi sôi nước mắt. Từ lâu lắm, có lẽ giới trẻ ở Đà Nẵng quên mãng đi thói quen đến với những đêm ca nhạc nơi công cộng, những quán cà phê nhạc sống. Họ tìm đến với những quán bar, vũ trường để thể hiện sự nhiều tiền và cũng muốn chứng minh với bạn bè đã là dân sành điệu thì phải ngập mình trong khói thuốc, rượu mạnh và những bước nhảy cuồng loạn. Những cái tên như No 1, New Phương Đông, Festival, Camer, Vegas đã không còn quá xa lạ với những tay chơi lắm tiền nhiều của, với những cậu ấm cô chiêu quanh năm chỉ biết hưởng thụ. Hơn 23 giờ chúng tôi bước vào một vũ trường trên đường Đống Đa, tận mắt chứng kiến hàng trăm con người đang ngập chìm trong khói thuốc, trong tiếng nhạc ầm ào phát ra từ hệ thống âm thanh quá cỡ. Kẻ đứng người ngồi, kẻ uốn éo, rậm rật theo điệu nhạc. Đèn nhấp nháy, nhạc giật liên hồi, những thân hình cứ thế lắc lư, những cô gái phục vụ bàn vẫn trang phục thiếu vải, nhún nhảy, rất đỗi hồn nhiên. Đưa mắt một lượt chúng tôi thấy khách ở đây rất trẻ, thế nhưng cách thức đập phá của họ thì chẳng khác gì dân chơi thứ thiệt. Họ uống bia, quăng lon, uống rượu mạnh và nhả khói thuốc mịt mù. Có bàn dăm bảy cô cậu choai choai ngồi uống rượu ngả ngớn, đứa này quàng vai bá cổ đứa kia, thỉnh thoảng lại ré lên khi có vũ công xuất hiện trong bộ xiêm y như không mặc gì. Ở một vũ trường khác nằm trên khu vực đảo xanh, chúng tôi cũng bắt gặp những hình ảnh không khác mấy các vũ trường khác. Cũng những cô cậu choai choai, con cái của những gia đình làm ăn lớn hoặc cha mẹ có chút chức sắc trong xã hội, nhà dư của ăn của để, nhưng có lẽ lại hao khuyết tình yêu thương. Có đám cũng ăn vận áo phông nhiều chữ, quần jean, cố gắng ngồi ngả ngớn ra dáng sành điệu, nhưng vẫn không giấu hết được sự vụng về của dân lao động. Trong ánh sáng mờ ảo, chớp nháy và tiếng nhạc tưng bừng, những cô gái phục vụ bàn vẫn hồn nhiên bật nắp bia bôm bốp. Chứng kiến những hình ảnh ấy, một đồng nghiệp đứng bên cạnh tôi than thở. Một bàn bình thường, một đêm chúng nó cũng làm hết vài tấn lúa chứ chơi. Một người quen khác của tôi cũng là dân thường xuyên lui tới các quán bar và vũ trường lại bảo rằng những đối tượng đến đây đa phần là những người tiêu tiền mà không đổ mồ hôi. Thế nhưng bên trong của những chốn ấy còn tiềm ẩn biết bao điều đáng kinh sợ khác. Sau một hồi năn nỉ, M, một tay chơi có tiếng ở Đà Nẵng, đồng ý giúp tôi thâm nhập vào những quán nhậu sung sướng này bởi không phải ai cũng biết những nơi này. Đúng hẹn, M dẫn tôi đến một quán nhậu ở vùng ven của phố biển. Chưa kịp gọi mồi, Mờ đã kêu một cô gái mà theo anh ta đó là Mama tổng quản: "Hôm nay cho hai em để chăm sóc ông anh này nhé." Chưa đầy 5 phút sau, hai cô gái tuổi chừng 18 xuất hiện. Sau khi giới thiệu về mình, y đến từ Cà Mau cùng với Diễm chú Phú Yên bắt đầu uống bia trộn nước bò húc và không ngại cầm tay khách đưa vào vùng nhạy cảm của mình. Thấy khách đã nạp kha khá bia, Yến không ngần ngại vào chủ đề chính. "Hết lon trên bàn, tính tiền, rồi mình đi nhà trọ nghỉ cho mát nha anh." "Giá bao nhiêu và ở đâu em?" Tôi hỏi. "Bọn em đi 400.000 đồng một lần. Còn nếu qua đêm thì cho mỗi đứa 1 triệu, tiền phòng em trả." Yến nói rất nhanh. Khi chúng tôi thanh toán xong tiền cuộc nhậu, hai cô gái đứng lên dẫn đường. Qua cầu Trần Thị Lý, các em cho xe vào một nhà trọ quen. Căn phòng không rộng nhưng khá tươm tất. Cửa phòng đóng lại, cô gái bước đến thỏ thẻ: "Anh cho em xin tiền trước." Một hôm khác, Minh rủ tôi thâm nhập một quán ở đường 30 tháng 4. So với quán nhậu hôm trước, nơi này có vẻ khang trang và lịch sự hơn.
Và theo như lời Minh, đa phần dân nhậu vào đây là để được sung sướng. Chưa kịp để khách kêu đồ ăn nước uống, cô chủ quán đã đặt vấn đề. Em gọi cho các anh hai em nhé. Ở đây tuổi nào cũng có, từ 7X đến 9X, hàng nào giá đó. Ít phút sau, cô gái dáng gầy trong trang phục mát mẻ bước vào. Chưa biết chúng tôi có đồng ý hay không, cô cứ tiến về bàn khách, xà ngay lên đùi vuốt ve nũng nịu. Bạn em đang bận, hai anh chịu khó đợi tí. Nếu mà có tới trễ thì em xin phép được phục vụ một mình hai anh. Em tên là Thúy, quê Quảng Ngãi. Chào hỏi xong, Thúy châm lửa đốt điếu thuốc rồi rít một hơi thật mạnh. Khoảng 15 phút sau, cô gái tên Nghĩa đi vào, lấy cớ vào sau. Em chào bàn bằng việc uống một lúc hết 3 lon bia. Từ đó, những lon bia liên tục được bật tanh tách. Khi bia đã mềm môi, cả hai cô chuyển sang chủ đề phục vụ từ A tới Z với giá một chai, tức 1 triệu đồng một đêm cho hai người. Tiền phòng khách lo. Tôi kêu nhân viên quán nhậu thanh toán tiền trước khi theo chiến hữu bắt taxi về một khách sạn thuộc diện to nhất ở Đà Thành. Lảo đảo dưới quán nhậu, Minh dẫn tôi đến một quán massage quen. Theo chỉ dẫn của cậu nhân viên nói giọng miền Nam, chúng tôi bước vào một phòng xông hơi nho nhỏ. Sau khi xông ướt, khô và bể sục, mỗi người được phát một chiếc quần đùi rộng rồi ngồi khá thư giãn trong một căn phòng khá tiện nghi, đợi đến lượt mình để được các em phục vụ. Nhìn thấy sự hài lòng của tôi, Minh nói, lát nữa bác sẽ được mấy em gốc Huế xinh như mộng phục vụ tới bến. Nói xong, Minh ra quầy lễ tân xí những em đẹp nhất. Sau khoảng 10 phút chờ đợi rồi cũng đến lượt tôi. Theo chân nhân viên, tôi bước vào một căn phòng khá nhỏ, chỉ đủ để kê chiếc giường massage. Chưa kịp nằm xuống thì một cô gái trẻ mặc đồng phục bằng vải bóng ngắn cũn, tay cầm khăn và lọ chất lỏng bước vào. Cô độ 19-20 tuổi, khá xinh. Cô gái tự giới thiệu. Em tên là Tuyền, gái Huế chính gốc đó nghe. Em tên là Huyền, gái Huế chính gốc đó nghe. Em không xinh là mô, nhưng cũng thuộc diện rau sạch trong quán này. Tôi thắc mắc thế nào là rau sạch, thì Tuyền hôn vào má tôi rồi nũng nịu. Rau sạch, tức là mới vào nghề đó anh. Sau đó thiếu nữ lật ngửa tôi ra giường, rồi vẫn cái giọng ngọt ngào hỏi muốn mát gần hay mát xa, giả bộ cần tư vấn. Tôi hỏi lại thì được cô khuyên nên làm cả hai, vì đằng nào cũng một công mua vé. Theo Tuyền, hầu hết khách vào đây đều đã say xỉn nên ai cũng có nhu cầu mát gần. Lấy lý do mệt do nhậu nhiều quá nên tôi yêu cầu cô gái chỉ cần mát xa. Đương nhiên tôi vẫn sẽ bo cho em một cách thỏa đáng. Nghe vậy, chẳng biết cô gái này buồn hay vui, nhưng bắt đầu đấm bóp rất chuyên nghiệp và bài bản. Tuyền kể khi mới hơn 15 tuổi, cô đã phỏng phao, nhiều đàn ông chết mê mệt. Cũng chính vì khá xinh nên xóm nghèo của một xã ngoại ô ở thành phố Huế đã không giữ chân được cô bé. Cô theo đàn chị bỏ quê lên thành phố với viễn cảnh sẽ làm nhân viên của khách sạn cao cấp, người mẫu thời trang để đổi đời. Ban đầu, Tuyền làm nhân viên tiếp thị cho một hãng bia lớn nhất nhì miền Trung với mức thu nhập gần 7 triệu đồng một tháng. Sau những lần uống bia với khách thâu đêm, cô dần dần chuyển nghề massage, kiêm luôn đi khách qua đêm để nuôi thân. Các gái mại dâm trẻ trung từ nhiều miền quê phiêu dạt đến thành phố này hầu hết đều chọn vũ trường để khách mua dâm hoặc cùng uống, cùng nhảy với khách để kiếm tiền boa. Đó cũng là nơi để những băng nhóm giang hồ gặp gỡ, phân chia lãnh địa, ngôi thứ, giải hòa hay thậm chí là thanh toán nhau. Đặc biệt, cái môi trường mờ ảo này rất thuận lợi để cho các con chiên của ma túy hoạt động. Một nhân viên làm ở vũ trường nhiều năm cho biết, đa số các cô cậu trai trai vào đây đều có dính dáng đến thuốc lắc, ma túy. Nhiều người dân ở chốn Đà Thành này vẫn chưa thể quên chuyện hai băng nhóm giang hồ thanh toán nhau ngay trước cửa vũ trường New Phương Đông mà kết quả là một thanh niên phải bỏ mạng. Vụ băng nhóm của Lợi Điên, Hùng Chó gây hấn với băng nhóm của Ti Già ở vũ trường Nâu Một, dẫn đến vụ thanh toán đẫm máu trên đường Nguyễn Văn Thoại, làm Ti Già chết tại chỗ, một đệ tử của Ti Già bị thương tật đến 76%. Vụ những học sinh của trường Trung học Phổ thông Trần Phú bị một băng nhóm khác đánh trọng thương tại quán Bar Speed trên đường Lê Duẩn và hàng chục con nghiện khi bị bắt quả tang sử dụng trái phép các chất ma túy đều khai nhận đêm đêm vẫn kiếm sống bằng nghề vũ nữ ở các vũ trường. Đà Thành, mấy nẻo ăn chơi chỉ là những nét chấm phá nhỏ về thực tế, những gì đang tồn tại trong lòng một đô thị.
Mong sao những nỗ lực hết mình từ phía các ban ngành hữu trách sẽ mang lại những tín hiệu tốt lành trong việc ngăn ngừa và hạn chế sự tồn tại của những loại hình tệ nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, trong khoảng những năm từ 2015 cho đến 2017, khu vực ngã ba Huế và đường Trường Chinh thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, nằm giữa lòng thành phố là địa điểm tụ tập của hàng chục gái mại dâm. Mỗi khi màn đêm buông xuống, họ tràn ra đường hoạt động công khai, đứng mời chào khách như là ở chốn không người. Những cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng chỉ trong có vài phút và bãi đáp là những nhà nghỉ bình dân chỉ cách đó có vài bước chân. Ở đây giá cả cho mỗi lần đi khách cũng hết sức rẻ mạt, có khi chỉ từ 30.000 đồng. Năm 2017, ngã ba sung sướng là chữ mà dân chơi dùng để gọi ngã ba Huế, nằm giữa phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, phường An Khê, quận Thanh Khê của thành phố Đà Nẵng, nơi có hệ thống cầu vượt 3 tầng đầu tiên. Tại đây, khi màn đêm buông xuống thì cũng là lúc gái mại dâm đứng đường bắt đầu một ngày làm việc. Hầu hết gái ở đây dạt ra từ những quán bia ôm, những điểm massage, nên nhan sắc đã xuống cấp tàn tạ. Vì thế giá một lần đi khách chỉ từ 150 đến 200.000 đồng. Tiền phòng các cô lo luôn. Đây cũng là nơi thường xảy ra những vụ trấn lột hoặc trộm cắp tài sản của khách. Nếu những cô gái trẻ đẹp được dân chơi rủng rỉnh tiền săn đón với giá bạc triệu và đưa vào trong khách sạn hạng sang, thì đội ngũ hoa quá đắt, tuổi từ 35 đến 55, nhan sắc tàn phai lại khác hoàn toàn. Khách làng chơi tìm đến nơi này đa phần lớn tuổi, đã có chút men trong người. Bãi đáp sau mỗi cuộc ngã giá thành công là các nhà cho thuê trọ bình dân gần đó. 21 giờ, trên tuyến đường chạy song song với đường ray xe lửa, ba người phụ nữ đang đứng cạnh lan can ngăn đường, vội vẫy gọi. Lúc này tàu lửa Bắc Nam chạy qua, phá vỡ không gian tĩnh mịch. Đợi tàu khuất bóng, một nàng nhanh chân tiếp cận khách. Vui vẻ tí cho thoải mái anh ơi, hai xị. Em lo tiền phòng và dịch vụ phụ trợ, nhà trọ bên cạnh đây thôi. Thấy khách nhìn mình một lượt từ đầu tới chân, tỏ vẻ lưỡng lự. Gái hiểu khách chê nhan sắc nên hạ giá. Hôm nay làm thất bát quá, em lấy anh một xị rưỡi vậy. Lúc này cô nàng thứ hai chạy đến. Vậy anh đi cùng em nhé, giá là xị rưỡi, khuyến mãi thêm 10 phút. Già thì bù kinh nghiệm chứ anh. Đúng một xị thì đi. Thôi, lỡ rồi thì chơi luôn. Xe lăn bánh chưa được 50 mét, cô nàng bảo khách tấp vào một nhà trọ, lấy hai chiếc khăn lạnh từ chủ nhà trọ. Gái đưa khách vào căn phòng chật hẹp, nóng nực. Bóng điện phát sáng, khuôn mặt được đắp đầy một lớp phấn của gái già hiện lên rõ hơn. Một lúc sau bỗng dưng nghe ồn ào ở phòng bên của anh bạn. Mở cửa bước ra thì thấy anh bạn đang giằng co với một cô gái. Chẳng là anh bạn chê mặt cô gái cứ khó đăm đăm, bực bội quá không trả đủ số tiền như thỏa thuận. Cô gái nhất quyết không chịu. Cô đòi đủ số tiền đã thỏa thuận, nếu không sẽ không cho ai rời khỏi phòng. Lúc này cái vẻ nhỏ nhẹ ban đầu của cô gái đã biến mất. Nhưng trong lời cãi vã to tiếng ấy, vẫn thấy trong ánh mắt của cô gái rớm lệ. Có lẽ vì lý do này, anh bạn đã chột dạ rồi giải quyết vấn đề bằng cách thuận theo ý cô gái. Cầm tiền, cô mở lời cảm ơn. Cuộc gặp gỡ kín khép lại bằng kỷ niệm không mấy vui vẻ, nhưng cô gái vẫn không quên dặn dò khách. Khi nào có nhu cầu, anh cứ alo một tiếng. Tôi cứ ám ảnh mãi ánh mắt sớm lẻ của cô gái ấy. Có gì đó ngậm ngùi và xót xa của phận người. Biết đâu phía sau cái công việc không đẹp đẽ ấy là một gánh nặng ưu tư, một cuộc mưu sinh nghiệt ngã, một nỗi đau đớn thân phận khó biết lắm. Quay lại ngã ba đường đất để trở ra đường, khách lại thấy người tình ban đầu đang cùng với ba đồng nghiệp khác vẫn kiên trì đợi. Ngã ba Huế hàng ngày tầm 18 đến 23 giờ có hàng chục gái mại dâm tụ tập về các tuyến đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, mồi chài khách qua đường. Sau khi đổ dốc cầu vượt ngã ba Huế, khách nhận dạng được ngay những cô nàng đang đứng chờ khách. Phía đông tập trung nhiều hoa già đến gần, khách mới nhìn rõ được độ tàn phai nhan sắc của các nàng. Có lẽ vì thế mà họ chấp nhận cảnh hứng gió phơi sương trên các nẻo đường hàng đêm để bán thân. Xe khách chưa kịp dừng hẳn, gái cầm mũ bảo hiểm vội chạy đến nắm tay chào mời. Vui vẻ đi anh, ở đây toàn là hoa giá rẻ. Đang đắn đo suy nghĩ về câu trả giá của khách thì gái thấy một vị khách già khoác bộ trang phục cũ chạy xe chậm tới nên bỏ khách chạy lại. Qua ba câu trả giá hai người thống nhất một xị, gái lên xe vẫy tay chào khách đầy ẩn ý.
Gái bỏ đi, khách cũng nổ máy chạy về khu công viên dưới chân cầu vượt ngã ba Huế. Thấy cô nàng ngồi ở chân cầu với chiếc mũ bảo hiểm trên tay, khách ra xe chậm chậm. Quả đúng, xe khách đến gần, gái vội đưa tay vẫy. Khách ké vào: "Có chuyện gì hả chị?" "Em còn ít tuổi mà gọi là chị à? Anh cứ gọi em là em cho nó tình cảm." "Lại cứ tưởng chị... À, em quá giang. Đi cùng em nhé, giá bình dân 200.000 đồng giao hữu thôi. Từ sáng giờ chưa được suất nào cả, bụng đói meo rồi." Cuộc đối thoại kết thúc khi gái chấp nhận hạ giá còn 100.000 đồng và điểm đáp là nhà trọ bình dân nằm trên đường Trường Chinh. Anh NTH, tài xế xe ôm ở khu vực này cho biết, ở đây tập trung chủ yếu là gái già hết đát trong các quán karaoke massage. Khách mua dâm chủ yếu là giới bình dân như là công nhân, lao động chân tay nên giá cả khá bèo. Theo đó, một cuốc tàu nhanh cao nhất chỉ khoảng 200.000 đồng, có cô chỉ cần 50-30.000 đồng là đã gật đầu đi. Khu này nổi tiếng là mại dâm giá rẻ của Đà Nẵng mà. Ở đây là điểm giao nhau của ba quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Thanh Khê, nên người lao động nghèo tập trung nhiều. Có cầu thì có cung thôi, mấy bà này đứng ở đây kiếm ăn cả chục năm rồi. Anh NTH thản nhiên nói. Đang nói chuyện, anh NTH chỉ tay về một góc tối, nơi có một người phụ nữ đang ngồi. Cầm theo trên tay là chiếc nón bảo hiểm. Một chiếc xe máy quay tàu cũ dừng lại. Hai người trao đổi với nhau những gì chỉ có họ nghe được. Chưa đầy một phút, người phụ nữ ngồi lên yên xe, người đàn ông rồ ga phóng đi. Đứa đó 35 tuổi, có hai đứa con, giá của nó là 150.000 đồng một cuốc tàu nhanh. Anh NTH sành sỏi cho biết, khó khăn lắm, H đã 35 tuổi, làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Cầm, mới bộc bạch mọi chuyện về mình. Thấy khách ngồi im, gái bước đến ôm chặt. "Vào trận thôi anh, để em còn kiếm thêm vài suất nữa chứ. Có phải lúc nào cũng có khách để đi đâu. Anh thấy đấy, còn khối đứa phải đứng đợi người kia kìa. Có đêm đứng mỏi cả chân mà chỉ gặp tàu Bắc Nam chạy qua, chứ làm gì có chuyến tàu nhanh nào đâu. Đêm nào may mắn nhanh tay bắt thì được kiếm 2-3 suất thôi. Hơn nữa bọn em cũng lớn tuổi rồi, khó lắm. Mà thôi, thực hiện nghĩa vụ thôi anh." Tôi hỏi Hát liệu sau này có cơ hội sẽ bỏ nghề để làm lại cuộc đời hay vẫn theo nghề. Hát nhìn tôi rồi buồn buồn. "Có ai muốn làm cái nghề nhục nhã này mô anh. Nhưng vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận mà thôi. Chuyện chồng con thì tụi em nào dám mơ ước. Nhiều khi ngồi nhìn lên bờ, thấy vợ chồng người ta hạnh phúc, em cũng chỉ ước mơ có một người đàn ông để mình nương tựa, để được làm vợ làm mẹ như người ta thôi. Nhưng rồi nghĩ lại phận mình mà tủi quá. Ước xa vời quá phải không anh?" Hát bảo ở khu vực này có không biết bao nhiêu phận đời như cô, nhưng vẫn cứ sống và chấp nhận tuổi cực của nghề mà không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Tôi hiểu tất cả những điều mà Hát nói, nghề nào cũng có những mặt phải mặt trái, nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Nhưng có được ngồi với những cô gái công nhân tăng ca như thế này, tôi mới hiểu thêm được phần nào về cuộc sống và thân phận của họ. Họ vì một lý do nào đó mà phải mang nỗi long đong của kiếp hồng quần. Như cánh hoa rơi giữa đời, bị vùi dập tơi tả mà hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Hắn nhìn mênh mông ra bức tường trước mặt bằng đôi mắt hồ nghi với cuộc đời. Và tôi hiểu những nỗi mặc cảm của những người như Hát, nhưng chẳng có lời nào để an ủi, chỉ mong một lúc nào đó phép màu sẽ hiện ra để cuộc đời những cô gái công nhân cứ lận đận mưu sinh bằng cả sức lực và niềm mơ ước như thế này được cứu rỗi, chí ít là một lần. Nỗi chân chuyên của những cô gái công nhân này biết tìm đâu lời giải đáp, biết tìm đâu cánh tay nâng đỡ, biết tìm đâu niềm hy vọng tươi sáng hơn cho những chuỗi ngày sắp tới. Đêm Đà Thành nhấp nháy đèn màu. Đó là cuộc sống tấp nập xô bồ của đô thị đang hừng hực sức sống mới. Nhưng sau ánh đèn màu là những thân phận sống bám víu vào ước mơ khó thành sự thật. Tại mỗi tủ điểm hành nghề, các gái mại dâm đều có đầu gấu bảo kê, đề phòng khách làng chơi quỷ tiền và bảo vệ khi hành vi trộm cắp bại lộ. Có hai chiêu thức gái đứng đường thường áp dụng để trộm tiền của khách. Thứ nhất là khi ngã giá thành công, thường giá rất rẻ, gái mại dâm sẽ đưa khách đến khu vực vắng người để hành lạc. Sau khi cởi y phục trên người khách, bất ngờ gái mại dâm hô lớn có công an tới và bỏ chạy. Khi khách chưa kịp định thần, đa phần do bị sợ công an bắt thì bị đồng bọn gái mại dâm nấp ở vị trí gần đó, lấy xiêm y bỏ chạy, trong đó chắc chắn 100% có ví tiền. Thủ đoạn thứ hai là gái mại dâm đứng đường đưa khách vào nhà trọ đã có đồng bọn phục sẵn từ trước. Khi cởi áo quần hành lạc, gái mại dâm cố tình che chắn để đồng bọn móc ví lấy tiền. Đến khi hành sự xong, khách mới phát hiện bị mất tiền, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám trình báo cơ quan chức năng. Xe ôm đường dài và chuyện tình một đêm với gái Tây.
Năm 2013, dân xe ôm thành phố Đà Nẵng có thêm dịch vụ chở khách Tây đường dài. Tình một đêm với gái Tây cũng xuất phát từ đó. Anh NNH, sinh năm 1979, ngụ quận Ngũ Hành Sơn cho biết, anh làm nghề xe ôm đã hơn 10 năm nay. Khi nghề xe ôm không còn thời vàng kim vì sự tiện lợi của nhiều loại hình giao thông, anh và đồng nghiệp tìm ra phương thức mới. Nhận thấy du khách Tây ngày càng có nhu cầu đi du lịch theo kiểu thuê xe ôm dài hạn, nên nhóm xe ôm của anh Hát nhanh chóng phân chia nhau để có khách đều đặn. Thường thì khách Tây du lịch hay đi theo nhóm hoặc theo từng cặp. Yêu cầu của họ là xe ôm phải khỏe, thân tình và biết một chút tiếng Anh trong giao tiếp, sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, thời gian không gò bó. Khách sẽ bao tiền cơm, xăng và chỗ ngủ, tiền công khoảng 200.000 đến 300.000 đồng trên một ngày, tùy vào sự thỏa thuận của hai bên. Anh Hát cho hay, lúc đầu mới chuyển cách hành nghề vì đi đường dài nên cảm thấy rất mệt, nhưng dần cũng quen và nhiều khi cảm thấy lạ với cách sống phóng khoáng của gái Tây. Có lần, tôi và nhóm bạn nhận chở 6 cô gái từ thành phố Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi ngược lên Đà Lạt, chuyến đi kéo dài nửa tháng. Đêm đến, đội xe ôm nằm chung với nhau, các cô nằm riêng. Trong chuyến đi, tôi chở một cô người Pháp khoảng 23 tuổi. Trên đường, chúng tôi chỉ nói mấy câu xã giao bởi tôi không biết nhiều về tiếng Anh. Một đêm, cô gái rủ tôi ngủ cùng. Lúc đầu tôi cũng ngại, nhưng mấy anh em bảo sợ gì, người ta cho thì mình xơi thôi. Và thế là... Sau đó, mấy người trong đoàn cũng được cái diễm phúc như anh Hát, và các cô gái ấy thì chẳng ngại ngần. Nhưng anh Hát cũng nói rằng, gái Tây rất rành mạch, ngủ là ngủ, chứ các thứ khác thì chẳng lẫn lộn được. Theo họ, đó là nhu cầu, thích thì ngủ với nhau một đêm, không hợp, mai họ đá đít. Còn nếu sau đêm đầu tiên mà họ cảm thấy hợp cạ, thì suốt hành trình sẽ ăn ngủ cùng nhau, vui vẻ. Tuy nhiên, sau các cuộc du ngoạn, các cô gái Tây sẽ chẳng để lại dấu tích nào của mình, kể cả số điện thoại. Có lẽ với họ, chuyện tình một đêm với gã tài xế xe ôm nào đó cũng là một phần nên khám phá trong hành trình du lịch của mình. Cũng nhờ cuộc tình này mà anh Hát rút ra được bài học xương máu. Sau hôm đầu tiên ngủ chung với cô gái Pháp, tôi nghĩ cô ta đã mê mình, nên sáng hôm sau rủ các cô vào nhà hàng và chắc mầm sẽ được cô gái kia bao. Thế nhưng sau khi ăn xong, cô bảo tôi thanh toán và đương nhiên tôi phải móc ví ra trả vì đúng là tôi rủ mà. Dù mất một khoản kha khá để trả cho vụ nhầm tưởng được gái Tây mê, nhưng nhờ đó tôi cũng hiểu được phần nào cách sống, cách cư xử của họ. Họ khác mình nhiều lắm. Thực ra họ ngủ với mình là khi họ buồn, coi tình dục là giải trí. Anh Hát kể, người bạn trong đội xe ôm của anh đã hứng thú lên lấy điện thoại quay phim mát mẻ với cô gái người Bồ Đào Nha. Quay xong về nhà cho bạn bè xem, ai ngờ vợ biết được nên đã nổi trận lôi đình, cấm tiệt, không cho chở khách du lịch là phụ nữ, cứ phải có ông Tây đi cùng mới cho đi. Trong giới xe ôm Đà Thành, kinh nghiệm xương máu mà các anh học được sau khi có tình một đêm với gái Tây là trong mắt các cô gái Tây, mình như một công cụ để giải quyết nhu cầu của họ. Có điều, nói thì nói vậy, nhưng chẳng anh nào chịu lắc đầu từ chối khi có một cô gái mời gọi ngủ cùng mà không đòi hỏi một sự ràng buộc nào. Không phải ai cũng có thể chinh phục được gái Tây, nhưng đã để họ thích rồi thì chuyện ấy rất đơn giản. Mốt của dân chơi bây giờ không chỉ là vào vũ trường, xóa thâu đêm suốt sáng với các loại thuốc kích thích, đua xe, mà họ còn đổi gió bằng cách làm thân với gái Tây. Cùng thời gian này, để mục sở thị sở thích quái đản ấy, chúng tôi đã lên các phố trung tâm quanh Hồ Gươm, Hà Nội, phát hiện ra rất nhiều chuyện bi hài khó tin. Tiếng Anh bập bẹ vẫn cưa gái Tây. Các con phố như Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, Hàng Bạc nhiều năm nay được mệnh danh là phố gà Tây bởi mật độ người nước ngoài ở đây rất đông. Tại đây không chỉ có những quán ăn uống đông khách nước ngoài mà nhiều gia đình đã thực hiện dịch vụ cho Tây ở cùng để tăng thu nhập. So với những vũ trường, quán bar ở Bảo Khánh, Lý Thái Tổ, Hàng Khay thì giá dịch vụ ở những con phố trên khá mềm, cho nên nhiều Tây ba lô đã chọn những con phố xa Hồ Gươm một chút để dùng rỉnh tiền tiêu du lịch hơn ở Việt Nam. Trần Ngọc Vượng, ngõ Chùa Vua, Hai Bà Trưng, Hà Nội tâm sự. Không giống như con gái Việt, các cô gà Tây rất thoải mái khi nhắc đến chuyện tình dục. Nhu cầu của gà Tây cũng rất cao, nhiều trai Việt sau một thời gian làm quen với những cô gái nước ngoài phải lắc đầu ngao ngán vì gà Tây quá khỏe. Nhiều lúc tôi chỉ mong muốn họ ốm hoặc đèn đỏ dài ngày để được hồi sức lại. Tuy nhiên, làm quen và yêu đương được với người nước ngoài cũng là một cảm giác đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Nhưng yêu chỉ để yêu thôi, chứ văn hóa, lối sống thì rất khác biệt, khó có thể lấy nhau được. Ở những con phố Tây ấy, hình ảnh những cô gái người nước ngoài tay trong tay với một người Việt Nam không còn hiếm. Bác Trần Ngọc Mai ở số 84 phố Đinh Liệt, Hà Nội cho biết, đừng tưởng chỉ có trai Tây tán con gái Việt Nam
mà nhiều trai Việt cũng tậu được cho mình một cô người yêu Tây để lấy le với các bạn. Hầu hết những chàng trai đó là những người ăn chơi có số ở đây. Họ chơi chán gái Việt rồi nên lên đây để tìm của lạ. Ở đây mãi rồi mới biết Tây cũng có người nghèo lắm, cũng thích yêu dân chơi Việt Nam để có tiền ăn uống, vào vũ trường và tiền trả khách sạn. Tại những con phố trung tâm, dân chơi có hai cách làm quen với gái Tây. Thường thì các cô gái này hay đi cùng những người bạn khác. Thấy cô nào lọt vào mắt xanh thì dân chơi nháy mắt đến nói chuyện và làm quen. Kết bạn với gái Tây rất dễ vì họ open, cởi mở. Họ có thể ngồi nói chuyện hàng giờ với người bản địa vào buổi sáng, nếu thích thì tối qua đêm luôn. Cách thứ hai thì đẳng cấp hơn. Hầu hết những dân chơi đều có tiền, vì thế họ tìm đến những trung tâm thương mại để tìm bạn gái Tây. Họ sẵn sàng bỏ tiền triệu ra để lấy lòng gái Tây bằng cách mua những món quà đắt tiền để tặng. Gái Tây rất thích đàn ông ga lăng và chiều phụ nữ, thế nên để sở hữu một gà Tây, nhiều dân chơi Hà Nội đã chuẩn bị cả tâm sinh lý để bước vào một cuộc tình mới. Nam Hùng, một dân chơi đã từng săn gà Tây trên phố Đinh Liệt Hoàn Kiếm, Hà Nội, bật mí. Nhiều người cho rằng để tán được gái Tây, tiếng Anh phải thật giỏi hay ít nhất là giao tiếp cũng phải khá. Thế nhưng thực tế không phải như vậy. Nhiều người tiếng Anh rất kém vẫn tán được gái Tây, và đã có nhiều người yêu được gái Tây dù trình độ tiếng Anh dở tệ. Dân có tiền thích yêu gái Tây một thời gian dài để khoe với bạn bè chiến hữu hơn là tình một đêm. Không phải ai cũng có thể chinh phục được gái Tây, nhưng đã để họ thích rồi thì chuyện ấy rất đơn giản, vì người nước ngoài thường chủ động, không e dè xấu hổ như con gái Việt Nam. Mỗi gà Tây thường có cách đồng ý và phát tín hiệu cho đối phương theo cách khác nhau. Nam Hùng cho biết, ở Sài Gòn cũng có trào lưu dân chơi yêu gái Tây, nhưng Hà Nội nhiều người thích yêu theo kiểu tình một đêm hơn. Cả hai sau khi thân mật với nhau, nhưng ngay sau đó lại như những người không quen biết. Người trong cuộc tuyệt đối không trao đổi những thông tin cá nhân như địa chỉ, điện thoại. Khi thích, họ phát tín hiệu, tìm gặp nhau ở một quán quen. Xong chuyện ấy rồi thì đường ai nấy đi. Vào cả Sài Gòn tìm gà Tây. Hoàng Sơn, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiết lộ, vào đầu năm, cả lớp mắt tròn mắt dẹt khi mình, một công tử sành điệu, nhà giàu, dẫn một cô gái người Anh đến lớp, khoe đấy là người yêu. Thành tích yêu của mình rất dày dặn. Mình thay người yêu như thay áo, nên khi cậu ấy đưa người yêu đến giới thiệu, mọi người cũng không quá ngạc nhiên. Mình nói rằng, cuối năm đi du học ở Anh nên làm quen với gái Anh trước để bổ sung thêm vốn ngoại ngữ. Tuy nhiên, chẳng thấy hai người học hành gì cả, mà suốt ngày đi bar, vũ trường và mua sắm. Cô người yêu nước ngoài cũng là người chịu chơi, nên hai người gắn với nhau như Sam vậy. Theo lời kể của mình, thì yêu gái Tây cũng không khó. Nhiều trai Việt Nam thấy tự ti về ngoại hình của mình khi không được cao bằng gà Tây, nhưng nhiều cô gái nước ngoài không quan trọng chuyện đó. Họ đã thích rồi thì mọi việc ok hết. Gái Tây rất thích đi chơi cuối tuần, chuyện tiền bạc không quan trọng, kể cả chia đôi thanh toán cũng được, nhưng nhất thiết phải có một ngày đi chơi với nhau để cuối tuần ở chốn công cộng, kiểu như vào sàn nhảy, cà phê, đi dạo trong rừng hoặc chỉ đơn giản là nằm phơi nắng trên bãi cỏ với nhau cả buổi chiều. Hiện nay, người nước ngoài du lịch ở Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, họ thường đi theo cặp đôi, tức là có bạn tình đi kèm. Nhưng không vì thế mà khó tìm một cô gái nước ngoài làm gà. Nhiều dân chơi nhanh tay nhanh mắt đã tìm được gà Tây rất ổn. Bởi như nhiều dân chơi muốn đổi gió với gái nước ngoài, thì nhiều gà Tây cũng muốn thứ cảm giác lạ khi yêu trai bản địa. Khi cặp kè với nhau, họ cũng không xác định gì, yêu nhau theo bản năng, xong rồi thôi. Vì thế nhiều chàng trai lên phố Tây chơi, lúc nào cũng thủ sẵn bao cao su trong ví. Đấy là lý do hàng đêm những con phố Tây luôn nhộn nhịp người qua lại. Không chỉ tìm gà Tây quanh Hà Nội, nhiều dân chơi còn vào cả Sài Gòn để làm quen với gái Tây. Họ cũng vào phố Bùi Viện, phố Tây của Sài Gòn để tìm bạn gái. Sau đó đưa ra Hà Nội, rồi rủ nhau đi du lịch, mua sắm. Theo Nam Hùng, gái Tây rất thẳng thắn, họ thích gì nói nấy, kể cả chuyện ấy, nên việc nắm bắt tâm lý của gà Tây rất dễ. Nhiều dân chơi cho biết, khi đã chán gái Việt, họ cũng muốn lên phố Tây để tìm cảm giác mới lạ trong các vũ trường sôi động. Tại một quán trà chanh trên phố Tạ Hiện, Hà Nội, Lê Việt Dũng bộc bạch, tôi làm quen với bạn gái Tây đã được 3 tháng, sau những mối tình với mấy cô gái Việt Nam. Yêu gái Tây không khó. Khi yêu trai Việt, gà Tây sẵn sàng vào bếp nấu những món ngon, giặt quần áo cho người yêu. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.